Dạ, hợp đồng em in xong rồi chủ tịch. Ừ. Cảm ơn em nghe. Mấy ngày nay đi làm có khó khăn gì? Dạ không, được làm việc cùng chủ tịch em thấy vui lắm. Công việc rất nhiều, cho nên tôi cần một người thư ký giỏi, có kinh nghiệm để giúp tôi trong công việc. Nói thiệt, tôi cũng đã tìm, nhưng chưa tìm được người phù hợp. Anh yên tâm, cô này rất là giỏi, lại có rất nhiều kinh nghiệm nữa. Hy vọng là sẽ đáp ứng được công việc anh giao. Tôi cũng mong là vậy. Dạ. Chắc quay đến. Xin lỗi, em đến trễ. Em tên là Tiên. Em ngồi đi. Dạ, hợp đồng em in xong rồi chủ tịch. Ừ. Cảm ơn em nghe. Mấy ngày nay đi làm có khó khăn gì? Dạ không, được làm việc cùng chủ tịch em thấy vui lắm. À, thứ bảy cuối tuần này anh có chuyến công tác ở ngoài Nha Trang, em cũng muốn đi cùng anh. Dạ, chủ tịch đi đâu á thì em đi đó thôi à. Chắc có người tìm chủ tịch. Vô đi. Anh. À em. Dạ, em chào phó tổng. Chị mới đi công tác về, nghe nói chủ tịch vừa mới tuyển thư ký mới. Là em á hả? Dạ, em tên là Tiên, mong phó tổng chỉ dạy cho em. Ráng làm việc chăm chỉ nha. Dạ. Đây, cảm ơn em. Dạ, vậy em xin phép ra ngoài làm việc tiếp.